Thời điểm đầu thì ở đây giá cả cũng rất là vừa phải với túi tiền của vợ chồng trẻ. Trước kia là mua cho con ở đây rồi, thì tới lui với nó thì thấy cũng thích, với lại con nó cũng muốn là cha mẹ ở gần dưới đây. Trời, cho nên là cô mới quyết định là mua ở đây để mà sống gần con cái, con cháu này kia đó. Xưa là cô ở bên quận 7, từ khi cô theo con cô á, nó mua nhà bên đây á, ở bên đây thì cô thấy cái môi trường bên đây rất là tốt, nó rất là thoáng đối với mọi người ở đây, rất là vừa đẹp mà nó vừa rất nhiều tiện ích cho cư dân họ sử dụng. Thì trẻ em mà người già đều cũng có những cái môi trường để sinh hoạt. Nhưng mà về mình ở đây thì về cô ở đây là hơn 4 năm rồi. Cô thấy là cô rất là thích. Và cô thấy cũng là coi như là cô quyết định đúng đắn. Cô thích ở đây lắm. Ở đây đầy đủ, giống như là về vệ sinh hay là khí hậu đồ này kia đó thì rất là tốt. Nhưng mà vệ sinh ở đây cũng rất là sạch sẽ, rất là an ninh, yên tâm. Tinh thần á, tuổi già mình ở đây nè cũng là thoải mái lắm. Giao thông nè là rất là thuận tiện. Đi về bên Chợ Lớn cũng gần, rồi đi về quận 1 cũng gần, rồi là đi xuống Phú Mỹ Hưng cũng dễ. Điều đặc biệt thì đây là một cái khu đô thị mà do người Nhật chọn đầu tư, nên là chị rất an tâm là về thiết kế, về xây dựng, hoặc là về những cái tiện ích, về không gian, về con người. Chị rất là hài lòng với cái dự án này. Vì chị ở hai nơi. Thì thường cuối tuần là chị hay về đây là chị thưởng thức, chị giảm stress. Sau những ngày cuối tuần nghỉ ngơi ở đây thì qua đầu tuần thì chị có nhiều năng lượng để làm việc. Và chị cảm thấy rất là hài lòng khi là cuối tuần là chị cứ về đây chị thư giãn. Tôi nghĩ sống ở đây chắc có lẽ là thọ hơn nhiều đó. Giờ chỉ có sức khỏe thôi, vui vẻ, không có buồn phiền là được rồi. Cô thấy là cô ở đây là có rất là nhiều bạn nên cô quên cái sự cô đơn của cô luôn. Con rất ở đây. Thực sự đây là một nơi rất là tuyệt vời để vợ chồng trẻ sinh sống. Chúng tôi là người sống đây cũng từ đầu. Qua thời gian sống khá dài thì nhận thấy rất là phù hợp, một cái môi trường sống lâu dài, ổn định và rất là thoải mái.